Về lại Mỹ và mỗi ngày Diễm và Minh Khang đều lên đài TV, hai đứa đọc làm tin tức mỗi ngày, đem tin tức tới cho tất cả mọi người ở miền Nam California. So we work hard, vì Diễm làm việc, tại vì Diễm nghĩ còn sức thì Diễm còn làm.
bây giờ cho Nguyên Khang tiếp sức thêm với Diệu Liên cho quý vị nghe. Một lần nữa, xin quý vị chào có tay phải lớn nha, phải lớn thiệt lớn để chào đón lại Nguyên Khang. Xong em ăn luôn cái microphone như vậy. Sao không? Rồi sao ai dám hát nữa? Thông cảm. Ta coi cái này là của Diễm, đừng giành giật nhau. Bây giờ mình hát bài gì? Mai tôi đi nha. Yes, mai tôi đi. Chắc là xin mời quý vị nghe bài Mai tôi đi của nhạc sĩ Anh Bằng, của thơ của mình thôi. Có ai cho Diễm Liên xin chai nước? Là bia hay là gì? Bia hay rượu? Có nước gì cũng uống hết á. Dạ, cho em xin uống. Sẵn cho em chai luôn. Dạ, cái gì cũng được. Thank you chị. Ai uống không? Chào cây. Quý vị, năng ly cái ly, kệ nó cái gì cũng được. Come on.